Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một cái nhà gần chợ Bông Giang. Đây là con đường ngay chợ Bông Giang nè nghe. Một nhánh trái là về Mỹ Khánh. Thì có căn nhà kế bên chợ Bông Giang, một trệt một lầu đang cần bán gấp nghe. Thì bán giá hạ đụng sàn luôn. Đó, giá rất là mềm. Thì quý cô chú anh chị em mình có nhu cầu nhà ở thì đây là một căn nhà khá là lý tưởng, đường thông. Nhà một trệt một lầu đang cần bán gấp với giá là 1,2 tỷ 90 là chúng ta sẽ sở hữu một căn nhà một trệt một lầu, diện tích bề ngang là 4m, bề dài 20m nha. Một trệt một lầu thuận tiện mua bán đa ngành nghề luôn, cặp với chợ, cách chợ khoảng chừng 50m là chúng ta sẽ tới chợ rồi. Thì vừa qua cái cầu bê tông này là sẽ là tới được vị trí căn nhà. Căn nhà này còn cũng khá là đẹp, 4 phòng ngủ và 1 phòng khách ha. Có một nhà mát ở dưới sông có sẵn luôn nè. Đây là con đường trước nhà đó, đường trước nhà nè. Đây là vị trí căn nhà. Để quay vòng vòng cho quý cô chú anh chị mình xem tham khảo cái vị trí căn nhà ha. Chút xíu sẽ vô quay cho căn nhà cho quý cô chú anh chị em mình xem. Thì ở dưới phần mé sông thì có là một căn nhà mát đó. Ở đây thì xe tải chạy ngang vô tư luôn ha. Thì xe du lịch đồ về tới vị trí căn nhà được nha. Thì pháp lý là có 61m thổ cư, còn 21m là cây lâu năm nha. Có một cái nhà mát cà phê ở dưới mé sông luôn, rất là êm luôn. Thì cái này mình mua bán kinh doanh cái gì cũng được hết ha, bán cà phê hay là bán tạp hóa gì cũng được nè. Đây là vị trí trong căn nhà một trệt một lầu nha. Đó, ở ngoài nhìn cũng rất là còn mới mẻ. Thì để vô trong quay dài vô hết trong bên trong cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ha. Thì cái này nó cũng bong chóc ở phía trên phần chân này ha, nó bị thấm bong chóc, còn ở trên nước sơn rất đẹp. Ở này thì một phòng khách rất là rộng rãi nè. Thì căn nhà này diện tích thì hồi trước chủ ở thì nó thiết kế nó cũng như làm hai gian nhà vậy, hai cái nhà riêng biệt vậy, ở phần trước và phần sau. Thì ở đây là phía không gian nhà bếp của căn trước nè. Đó. Rồi chịch vô đây thì cái nhà tắm và cái bếp nấu ăn đồ nghe. Đây nhà tắm gần cái phòng khách luôn ha. Đó, rất là đây là một không gian bếp. Thì nếu quý cô chú anh chị em mình gia đình đông thì sắp xếp cái căn nhà này lại. Căn nhà này nó rất là rộng, một trệt hai một lầu, thành ra để đi dài ra phía sau cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo hết trong căn nhà ha. Đó, thì đây ra phía sau có một phòng ngủ ở phía sau này nè. Đó, một không gian phòng ngủ luôn. Rồi ra phía sau nữa nó tới mấy phòng ngủ lận, hai toilet và hai gian bếp. Thì đây xuống đây cái có một phòng ngủ trong đây nữa nè. Đó, một phòng ngủ rất là rộng. Thì cái này về quý cô chú anh chị em mình mua về thì chịu khó ở phần chân này chúng ta dán gạch lại nha, dán gạch lại là rất đẹp. Đây có không gian bếp nữa rồi không. Thì nếu về gia đình mình đông thì mình một là mình để không gian bếp ở phía sau này, hai là mình dẹp cái này làm cái phòng ngủ ha. Ở không gian trước mình dẹp không gian trước cũng được. Thì đây cũng có một cái toilet nữa nè ha. Thì cái này cũng như hồi trước là này là hai anh em mua một căn nhà này rồi tách ra làm chia ra làm hai cái nhà, nhưng mà lại có gác cái mâm là mâm thiệt từ trước ra tới sau luôn nha. Để leo lên trên cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn nè. Đó, trên đây có phòng ngủ rất là rộng luôn, có máy lạnh đồ đầy đủ, đồ đầy đủ luôn. Đây trong cái phòng này có máy lạnh đồ, ánh sáng lấy ngoài đồ đầy đủ hết trơn nè. Đó, thì quý cô chú anh chị em nào có cần sở hữu căn nhà này với giá là 1,2 tỷ 90 thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 40 00 40
để dẫn với cô chú anh chị em mình đi xem vị trí nhà ha. Còn mua bán thì thương lượng về phía bên chủ. Đây là cái mâm sàn nó liền ra phía trước. Ở phía trước này cũng có một cái phòng ngủ nè nha. Đây thì có cái máy giặt để đây luôn ha. Thì nếu mà cái này mua giá này hồi trước là chủ kêu trước là 1.650.000, mà giờ bán chỉ còn 1.290.000 à, là giá giảm rất là nhiều. Thì hiện thời cái nền ở đây bây giờ là cả tỷ bạc rồi, nhưng mà bán cái này bán tặng cũng như là tặng luôn cái nhà cũ luôn đó, là thành ra nó quá rẻ luôn, chỉ có 1.290.000 là quý cô chú chị em mình sở hữu được cái một căn nhà một trệt một lầu rất là rộng rãi. Vì mình thiết kế lại thì căn nhà này sẽ rất là rộng luôn nha đó. Thì để đi vô đây leo lên trên phòng cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo căn phòng ở phía trước này luôn nè. Ở trên lầu có một căn phòng luôn nha. Đây, căn nhà này có hai đường lên lầu luôn đúng không? Ở đằng sau cũng có một cây cầu thang đi lên lầu, ở đằng trước này cũng có cây cầu thang lên lầu. Chia ra làm hai căn nhà riêng biệt ha, có cửa đổ cho nè đó. Trên đây phòng rất là rộng, có máy lạnh đồ đầy đủ luôn. Thì quý cô chú anh chị em mình đến mình mua bán thì mình thương lượng giá cả, rồi đồ đạc thì có chủ gom đi thì gom, còn không biết tặng cho quý cô chú một phần ít nào ha. Đó, này là ở trên gác, rồi giờ mình đi xuống ngang trước lại coi cho quý cô chú anh chị mình xem. Thì diện tích bề ngang 4, bề dài 20, có 61m thổ cư, còn lại là 21m cây lâu năm nha. Đây, căn nhà rất là rộng rãi. Nước sân ở phía trên còn mới, rất là mới. Ở phía dưới thì nó hơi bong chóc. Ở phía trước mình có cổng rào để xe ô tô nha. Có hành lang đồ luôn nè, có hành lang bên hông luôn ha. Có cổng rào phía trước. Nếu quý cô chú anh chị em mình có xe ô tô thì giờ mình mở cửa rộng ra, sửa sang lại một ít thì sẽ để xe ô tô trong nhà luôn. Đường này xe ô tô chạy thoải mái luôn. Có nhà mát dưới sông nữa. Đây, phía trước mặt tiền của căn nhà rất là đẹp luôn ha. Giá bán mà chỉ có 1.290.000, quá rẻ, mà nhà thổ cư nữa, sát bên chợ nữa. Đi qua chợ chỉ có mấy trăm mét à. Còn nếu được ra đại học Nam Cần Thơ, đâu đó tầm khoảng 3 cây số. Đại học FPT thì cỡ